được thay thế hoàn toàn bằng vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một lấp lánh. Và đây là kết quả sau khi Kỳ Lân thực hiện gắn vàng và kim cương trên chiếc điện thoại Vitu cảm ứng Meta 2 từ một chiếc điện thoại cơ bản Classic, và sau đó bây giờ trở nên long lanh, lộng lẫy, lấp lánh hơn vì được kích tum vào ở phần sau, ở những nút bên hông, nút âm lượng, nút nguồn và hai con ốc, được thay thế hoàn toàn bằng vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một lấp lánh, về thông số đồng nhất, về thông số của những viên kim cương tuyển chọn tốt nhất, về kỹ thuật máy móc chuyên nghiệp để chia tỷ lệ ổ cháo hột, và cũng như kỹ thuật chuyên môn cao cấp của thợ chuyên nghiệp nhận hột và kỹ thuật xử lý bề mặt đáy ở dưới những viên kim cương trên nền vàng một cách tuyệt vời nhất để cho phát huy tối đa về sự lấp lánh long lanh của những viên kim cương này. Và Kỳ Lân đang hoàn thiện thêm một cái bao da dành cho riêng chiếc điện thoại này, và tương tự những chiếc điện thoại khác, nếu quý khách muốn những chiếc bao da chuyên dụng chuyên nghiệp cho từng cái điện thoại đó thì hãy liên hệ với Kỳ Lân luôn nha. Và cái bao da này Kỳ Lân thiết kế, tại sao nói riêng cho chiếc điện thoại này, vì đây là một chiếc điện thoại Meta 2 chính hãng, khách hàng mua new mới, và sau đó sử dụng một thời gian yêu cầu Kỳ Lân kích tum cá nhân hóa bằng vàng bạc kim cương vào, và đặt thêm Kỳ Lân một cái bao da nữa, và Kỳ Lân sẽ thực hiện cái bao da này riêng cho chiếc điện thoại này, là bởi vì sau khi chiếc điện thoại này đưa vào chiếc bao da để bảo vệ thì trên chiếc bao da vẫn có khoảng trống để show cho chúng ta thấy phần vàng và kim cương lấp lánh này. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.